Bằng đêm ông ngủ đó, ông thấy rắn bò da là tùm lum hết trơn, con bự bự ông gì ông kể cho mình nghe mà ông nói ông thấy rắn vậy sao ông gì ông mới kể. Ừ mà hỏi ông sợ không, nói không, vì ông gặp trên hang đó mà ma anh nhát nó lăn 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 cả người xuống luôn, cả đầu luôn mà ông cũng không sợ. Nghe ông ngoài lộn đấy, ngủ hoài đi, ông thức dậy nghĩ hoài nghĩ quỷ. Rồi là ông chú kêu cái bà chị với đó luôn. Ông kêu ông dâu tôi ông bữa đó, nó không dám nói sợ vợ nó sợ. Nó vừa mở cửa ra nó gặp ông đứng sừng sừng trước. Trời ơi. Ừ, trước chỗ nó nãy trước, vô. Trước cái lộ hả cô? Phía bên nhà mình bên đây nè. Rồi cái nó đi vô sớm đẳng người ta nói cái quán cà phê ông thường uống đó. Người ta khuya người ta đi dậy sớm người ta nói gặp một xíu ngồi trong ngóc. Gặp ngồi chăn chút tai nạn hả cô? À ngồi ở cái quán cái tai nạn. Đi chùa thỉnh điệp về cúng dầu mới đốt dầu mới để vô đây nè. Và ông đủ 100 ngày mới đem gói điệp này vô trong chùa Thanh Bủ á. Yeah. Mới để vô cái lu nằm sau ông tổ ông có gì là ông mới khét. À. Mến chào cô bác anh chị em. Thì hôm nay mình đảo lại chỗ gần nhà của cô Tư ở thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì cô Tư có biết đến cái hoàn cảnh của chú Út gần nhà của cô Tư nè. Vừa mất khoảng một tháng mấy nay phải không cô Tư? 49 ngày. Dạ 49 ngày. Và chú Út này mất á, là sống một mình trong cái căn nhà từ thiện cắt nho như thế này nè. Và có nhiều cái câu chuyện mà tiểu sử về chú cũng như là đồ đạc đầy đủ hết ta chú mất á, thì có nhiều cái câu chuyện xảy ra tâm linh. Do đó hôm nay mình đến đây để mình thực hiện một clip nhờ cô Tư biết rất là gần chia sẻ lại câu chuyện đó cho mình và bà con của bác mình nghe. Dạ cô Tư ơi, thì chú Út hiện tại là lúc trước là ở đây có một mình hả? Ở có mình mà nhà cửa sập xẹp lắm. Lúc trước là ở đây là nhà dách sụp sẹp. Dách sụp sẹp không được cái nền vậy, nó ở dưới đất luôn vậy đó. Nước nâu đầy hết rồi, người ta từ thiện người ta thấy vậy, người ta tội nghiệp người ta mới cất cho ổng. Cất ở hôm tháng 10, mới hôm tháng 10 năm ngoái nha. Rồi tới tháng 4 này ổng mất. Chưa được vậy năm. Mới có mấy tháng à? Được ở nhà mới được mấy tháng chưa hết mừng mà. Dạ. Còn lúc trước con nghe nói là chú Út này từng sống ở trên núi, trên hang núi Tượng không? Hồi nãy ổng bệnh hoạn, hồi lúc trước ổng chưa có nhà nữa. Có cái chòi nhỏ xíu như ở như trời dưới chim nữa. Cái rồi cực khổ quá, ổng lên trên cái hang chỗ có tài thiên nó ổng ở. Ổng lết vô, lết ra rồi sớm chòm ta thấy tội nghiệp, ta bưng gạo rồi lên cho ổng ăn, rồi ổng ở trên ổng nấu. Dạ. Rồi ổng ngủ bằng đêm, chảnh thấy ghê lắm, sùm phức mà. Cây cối cũng như bây giờ mà ông ở trên ở bằng đêm rồi cũng có ma rồi nhát ông mà ông có sợ ma. Ồ, cái hang động tại thiên mà con với cô Tư từng đi lên mà chưa qua. Con cũng từng đi lên với chú Sáu rồi đi qua khám phá cái hang động cũng rất là lạnh người khi bước vào bên lắm. Trong đó bây giờ có dọn dẹp chứ hồi xưa chưa có dọn dẹp được vậy đâu, ghê vậy lắm. Dạ mình đi xích vô trong cái ông, vậy là lúc trước là chú Út này từng sống trên cái hang động tại thiên đó hả? Sống lâu lắm mà ông sống cả năm trời đó. Ông sống cho anh giờ cái bằng đêm ông ngủ đó ông thấy rắn bò da là tùm lum hết trơn, con bự bự ông gì ông kể cho mình nghe mà ông nói ông thấy rắn vậy sao. Trời ông ơi. Gì ông mới kể. Ừ mà hỏi ông sợ không, nói không, vì ông gặp trên hang đó mà anh nhát nó lăn 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 cả người xuống luôn, cả đầu luôn mà ông cũng không sợ. Tại ông có sợ ma. Dạ, không không sợ mới dám lên nó ở. Ông có sợ ông. Tại vì cô Tư với chú Sáu từng chia sẻ cho con là khu vực đó là ngày xưa bên Bót từng đúng rồi giết hại những người bà con của cô Tư và chú Sáu. Chết dữ lắm trên đó, giờ lớp mã mấy người bệnh hoạn người ta đem lên đó người ta chôn. Đã nói chung là cũng như cái nghĩa trang nhưng mà đều đất ai nấy chôn vậy đi. Gia tộc nào chôn thì gia tộc nấy. Mà đều vắng vẻ lắm mà. Hồi đó với hồi mới chạy giặt gì vậy đó, nó chưa có ổn định được, chưa có nhà ta ở nhiều mà ổng lên trên ổng ở. Ở dưới này không có chỗ ở. Như thế ổng cũng muốn chán đời vậy ổng lên ổng ở trong hang đó đó. Là chút lên đó ở lâu không? Cả năm trời ạ. Giờ sao chính quyền ta đuổi xuống tâm cho ở. Mà ở trong vòng một năm thôi mà ổng gặp rất là nhiều điều kỳ lạ trên đó. Ổng gặp vậy đó, giờ có khi nửa đêm bò ngang núi ổng đi về bên lộ bên kia cũng có nữa. Mà ông cũng vẫn thấy ma mà ông đi ông nói đi về ngang núi ông gặp đứng sừng trước mặt ông. Thôi ông sợ, ông nói không, ông sợ. Ông có sợ ma.
Vậy là chú Út lên chảnh chỉ có một năm thôi mà gặp những cái điều rất mà ổng hồi đó bị ổng mạnh á, ổng cũng cà thích cà sụi, ổng đi đứng không có đàng hoàng, thành ra làm thể như ma, nó nhát nhát, ổng không có nhìn núng léo giọng hết trơn. Dạ. Cái hình ở phía trên là hình còn trẻ lúc chú Út hả? 18 tuổi nhưng mà giấy chứng minh đó. Dạ 18 tuổi. Năm nay hình dưới này là 61 tuổi rồi đó. Là năm 18 tuổi là ông ở trên Đạp Mi, ông chung, ông trốn chung với anh ông đó. À vậy là chú nói là cái chú này. Ừ chú này nè muốn là, chứ là chú Sáu từng cứu chú này là không cho ấy. Ừ ông ho, ông đau, ông ho mà rồi tính đem ông lên, không có ổng người ta giết ông dồi, giết ông dưới hang rồi. Dạ. Bị ông làm tiếng động nhiều đó, rồi sợ Miên nó hay mà hỏi mày thấy chỗ đó mà đáng Miên hay không, mà ông quậy còn hơn gì nữa. Nổi vậy là đó. Lúc đó là chú này ho, chú Út này ho là chú Út. Hồi đó ổng mới 18 tuổi đó. Có một người đòi rồi lấy cái cây mát đâm. Đòi đâm ổng. Nhà chú Sáu đứng ra càng ngăn mày, chú Út mới sống lại. Năn nỉ người ta bị em mình mà bỏ không được. Rồi cái sau này ông về, vì ông mới có vợ. Giặt Miên vào vì ông có vợ, cái vợ chết cái ông buồn. Ông buồn tối ông đi vô mùng ngủ tàng là ông lấy đồ vợ ông bận không. Mà cái anh thứ ba với kia cà la ông không giận, tự giận mà đi chữa bệnh gì ông mới bị khao khao nói chuyện không được đó. Dạ. Yeah. Nói chuyện giống như cái ông hổm vậy. Rồi cái gì anh em về ông giận lên đó ông ở đó. Ở mà ma nhát vậy đó mà không sợ. Dạ. Yeah. Ừ, ông nói tối gặp rắn nó bò ra lũ lượt. Đúng. Lúc đó ông có kể cho cô Tư có, nghe là gặp rắn bà lớn không? Bự vậy nè, ông nói con bành không vậy đó. Thì bảo vậy có bự gì mới con tôi nó mới đập được cặp đó. Thằng trai tôi nó đi thả bò lên cặp bạc, nó đập được một cặp nó bự lắm mà, nằm bị dài 2 thước vậy nè, 3 thước chứ. Cái vị trí trên đó thì con với chú Sáu mấy ngày sau đã đi lên cái vị trí cái hang động tại Thiên nữa rồi. Và chú Sáu cũng từng chia sẻ con là nghe tiếng khóc và rên la của những quan hồn rất là nhiều. Rồi. Cũng như cô Tư mà từng nói con ở clip trước. Tại vì giặt Miên dầu rồi chưa có ai ổn định đâu, chứ nhà cửa chưa có gì, nó còn lộng. Nó lộng. Theo đường này qua tới chùa nó là người ta chết nằm khum xương thiếu gì. Sau này cha nhà nước mới là quét dọn này kia. Ôi hồi đó mới dập con bót nó mới vừa giải tả nó xong rồi nó lộng lắm. Dạ. Trước khi mà để cô Tư chia sẻ những cái điều tâm linh về chú sau khi chú mất á, thì cho con hỏi thêm một số vấn đề nha cô Tư. Là lúc đó tại sao chú này đi lên cái chọn cái hang động đó để sống? Lên nó thanh vắng. Ổng có ăn chay tu gì không? Không có ăn chứ, ông lên đó ông ăn, ông gà gì, chim gà chuột đồ ông ăn chứ không có ăn tương chay gì đâu mà. Lên nó ở như thế buồn tình là lên nó ở trên thanh vắng. Mà lúc đó có ai đâu cứu vớt gì. Ai cũng nghèo cũng chết mới về nghèo lắm. Và ai ở đâu ở mặt tình chứ phải gặp giờ người ta lên ta kêu déo gì. Dạ. Tại đó cái thời nó còn khổ. Con bớt nó mới qua nó chơi chi quét rồi mình làm sao mình có mình giúp ổng. Nói chung tôi đó này tôi cũng giúp không nổi, nó con một bầy. Nó mần cho con ăn có đâu nó, mình nó cho chú mình miếng gì nành ai nấy sống. Vì sau này ổng cũng còn sống nhặt giả nền nhà, ở không có được xây cất gì đâu, rồi thì tiện tôi thấy tội nghiệp tôi cho. Cho gạo, cho thóc đồ ăn chứ ổng cũng không có mặn gì có. Dạ. Mà ăn rồi mắc cái gì mà bữa đó mà mới có 3 giờ ổng thức dậy đi uống cà phê cho xe đụng chết vậy. Ồ, là chú bị tai nạn giao thông? Bị gần ở đây không cô? Lần này chút nè, đi đằng quán cà phê. Đắng á. Bị xe gì tông cô? Xe Honda. Rồi nó đi nó ngủ gục xong mới nó tông ổng rồi ổng quỵ xuống đó rồi chở tới nhà thương chết rồi đem về. Rồi con cũng nghe đồn thổi rằng là chú cũng rất là linh thiêng và những cái câu chuyện linh thiêng đó mà cô Tư từng biết. Cô Tư có thể cho con và bà con cô bác nghe. Thì nói ngay lên về rồi mấy đứa nó cũng không có sợ mà nghe thấy như gì đám ma ông chôn buổi chiều này giờ nè. Chiều sớm nay cũng nhậu nhẹt. Nhỏ con gái nó đằng sớm nặng nó lại nó kia buồn cái nó mất đi vệ sinh đi nhà sao vệ sinh kìa. Ở đâu cô? Nhà sinh chỗ này nè. Nó chung vô cái nó nghe gõ cửa đùng đùng nó đợi một chút, đợi một chút. Cái nói vậy cũng gõ hoài chừng nó bước ra thì nó không gặp ai hết trơn. Nó nhà sinh của ông người ta xây cho ông đàng hoàng vậy đó. À là đây. Là cái nhà vệ sinh này khi mà bước vô đi vệ sinh thì nghe tiếng gõ cửa hả cô Tư? Đó cửa nó khép lại đó. Nhà của người sinh. Bà bị nhiều lần không cô Tư?
Thì con nhỏ đó nó bị lần như chừng nói nó xì da chứ không thôi nó cũng xì, xì sợ nó nói sợ mình sợ ma nó không dám xì. Trời ơi. Là đi vô nhà vệ sinh này là bị chú gõ cửa. Bị ông gõ cửa đó. Nói ông linh lắm sao đó. Còn nhà nhỏ nha chứ co dâu tôi bán đồ trước đó, nó nghỉ 6 ngày rồi. Mà ngày thường ông còn sống đó, ông cũng ưa đi ngang, ông kêu lắm. Cái bữa đó nó nghỉ 6 ngày nó không bán, nghỉ đám cúng hai bên, đám dỗ hai bên cho nó với bên này. Cái bữa đó nó thức dậy đòi nghỉ nữa, nó mệt quá, buồn ngủ quá, chắc nghỉ nữa quá ông Thương ơi. Nghe ông ngoài lộn đấy, ngủ hoài đi, ông thức dậy, nghỉ hoài, nghỉ quỷ. Rồi, là ông chú kêu cái bà chị với đó luôn. Ông kêu con dâu tôi á, ngủ hoài đi, không bán gì chân, ngủ hoài, nghỉ hoài, là nghỉ 6 ngày. Nó nói nhà tiếng Út giỏi vàng má ơi, nhà tiếng Út. Còn con trai thì nó nói, nó ở ngoài này nó nói, ngoài ngày hè mà nghe ổng, ngày thường ổng ưa nói gì ổng hự hự. Nó ổng hự hự với con, cái con nói ông Út không Út. Ông ai chân, người ta cúng bên nhà, bên về lo ăn uống gì đi. Nhát tôi chi, tôi không có sợ ông đâu. Là sao cái giấc nhà này hả cô? Sao giấc nhà, bỏ nhà này, nhà bển. Rồi con bữa đó nó không dám nói sợ vợ nó sợ. Nó vừa mở cửa ra nó gặp ông đứng sừng sừng trước. Trời ơi. Trước chỗ nó nãy nó trước, vô. Trước cái lộ hả cô? Phía bên nhà mình bên đây nè. Rồi cái nó đi vô. Vô đóng cửa lại nó kêu vợ vậy đi chợ rồi nó đâu có dám nói, bị không nó dám nói bà chị. Nói sợ nó sợ. Vậy là trước khi chú Út mắt thì chú Út thường xuyên qua bên quán bên đó. Hồi đó ông ưa qua đó lắm, qua có gì chú xách cho ăn bởi vì mấy đứa nó mờ. Còn tôi thì ổng mới đường thắt là tôi thấy ổng cũng nằm mơ mà cũng không có mê không. Thấy ổng đứng ở dưới bên vách nhà bên kia ổng lên. Tôi hỏi ổng vậy chứ. Ông đi đâu đây vậy? Ông nói tao đi bắt ếch. Nó vậy cái ông bỏ đó ông đi te lên đây luôn. Rồi mới có thắt sáng thằng mới có một tuần đầu. Mới tuần đầu. Bữa nay ông hơn 50 ngày gì rồi, 49 ngày bữa thứ 6 trước. Rồi lúc mà chú bị tai nạn mắt đằng kia đó rồi, có ai gọi hồn chú về đây không cô Tư? Có, đi cũng như chở đi xuống nhà thương, giờ ông chết rồi, trên xe đó thằng cháu nó kêu. Chú ơi, mình đi về nhà mình nghe chú qua cầu rồi cũng kêu. Giờ đem lên đó chôn nó rồi mình dắt vong về nhà nữa. Để cái chuông mỏ, cái khai lễ bưng tụng kinh đằng kia ông về nhà. Là cái ngôi mộ mà bà hổng cô Tư chỉ cho con. Ngôi mộ ổng đó, ta xây cất cho đó. Cái người ta gây tai nạn đó, người ta cất. Cái người đụng chú là người ta bỏ tiền ra. Ta bỏ tiền ra, người ta xây mộ. Người ta lo cúng kiến này kia nọ. Nghe nói không đủ, mấy đứa nhà này nó cũng có làm khó. Nó xích tiền ra, lo cúng kiến tiếp đây. Bây giờ được 49 ngày rồi, còn cái 100 ngày nữa rồi nó rước về bà xài. Là ai rước cô? Cháu kêu còn chú đó. Còn ông này bị ông anh ông cúng không được, vì ông anh ông có cúng. Cháu tính 100 ngày. Vậy là sau 100 ngày sẽ thỉnh đi chỗ khác để thờ cho cháu thờ. Cháu đem gì bà xài. Chú hút điếu thuốc cơ. Tàn không rụng luôn à. Nè điếu thuốc kéo đỏ tàn luôn kìa. Không nha. Mấy đứa bay nói sao chứ quay vậy mà khi mình lên YouTube đó là mình thấy hình như thể có cảnh khác chứ không phải giống cảnh quay này. Coi cái clip nào để mà quay lên đứng lên trước quay nói chuyện là tôi dòm trong tôi thấy có người rõ ràng có người không biết clip. Có những clip là con quay cũng vậy cô Tư. Mình luôn nói chuyện mình không thấy. Cái người quay không thấy nhưng mà cái người xem thấy. Người xem thấy trên clip. Tôi thấy hình trên clip. Dáng của cũng như cái vong linh. Vong linh tôi thấy rồi đó nghe tôi thấy mấy clip rồi đó. Dạ. Đích thân con cũng không thấy nhưng mà khán giả xem chỗ thấy mày, rồi nói cho mày con đi con mà mới thấy. Mày thấy đào đó. Dạ. Cái chỗ đó cái khúc nào mà thấy rõ ràng đó. Có người để coi thấy. Tôi thấy rõ ràng thôi, nó không biết nó có thấy không. Phải có số điện thoại tôi điện nó tôi hỏi nó có thấy không chứ tôi thấy rõ ràng đó. Con thì con không thấy mà khán giả có thấy. Mắt có mũi rồi tóc tai gì xả dài đứng đó, mà mình đang đứng quay mà cái người quay không thấy mà cái người xem clip thấy quá. Dạ. Tôi thấy mấy clip rồi đó. Cái clip này đi bãi đầu đó. Nhớ không? Nhớ clip đó không? Dạ con clip nhớ. Clip hình như ở Sơn Tô ở đâu á. Dạ.
Ồ, điếu thuốc hút hết mà không rụng tàn luôn ha. Ổng có gì rồi đó. Dạ. Ổng về đó. Chú Út hút thuốc. Ổng về đó. Tàn hẳn băng nè. Ổng về đó, nó có tàn mà nó không rụng là ổng về đó. Về trứng đây cho nó mà ăn ông ơi. Dạ. Ông cũng linh thiêng lắm đó. Rồi chú Út này lúc mà ấy là có nhậu nhẹt hay là có không đâu. Xích mích gì với ai không? Không đâu, chợ ông ở đợi có nói gì với ai. Ông hiền khô á. Ờ, ông cũng hiền, có dạ. Gì. Ồ, vậy là tính ra là chú mắt mà, rất vậy, là linh thiêng luôn. Ừ, vậy mà ở xóm đẳng người ta nói, cái quán cà phê ông thường uống đó. Người ta khuya người ta đi dậy sớm, người ta nói, gặp một xíu ngồi trong nóc. Gặp ngồi chăn chú tai nạn hả cô? À, ngồi ở cái quán cái tai nạn, gặp ông một xíu ngồi trong nóc chỗ đó vậy. Là thôi. Ông sùm mà mình nói không biết có không. Nhưng mà người ta nói là gặp vậy đó, ta đi dậy sớm á. Thì giờ 3 giờ đó nó vắng vẻ gần chết. Tại vì đôi lúc con nghe, cũng nghe nói cô Tư có từng biết không? Mà những khi mà người ta mắc mà bất đắc kỳ tử thì đôi lúc những cái vong hồn hay còn xuất hiện tại cái vị trí đã mắc đúng đó. Rồi người ta nói nó còn ổng còn nằm tại đó, đó. Nhưng mà ba hồn mà bảy vía rồi là thành ra bảy cái vía thì đi theo âm phủ chứ hồn ba cái hồn dại còn ở đó đó. Dạ. bảy vía khôn còn ba hồn dại là còn một cái hồn ở nhà, một cái hồn ở chỗ chết đó. Vì một hồn đi theo ông Địa Tạng, theo chuyện tâm linh á, người ta nói vậy đó. Vậy chú Út lúc trước ở trên động Tà Thiên là năm nào hả cô? Năm đó chắc khoảng 78, 80, cỡ 85, độ vậy đó. Năm 85? Ờ, cỡ năm 85. Ồ, vậy là ở lúc đó lâu rồi. Lâu. Cái lúc đó là do là cần gú nó sẽ còn quan sơ nhiều. Ừ, với vong hồn mới nó cũng chưa có đi. Vậy là mới có 5 năm, 6 năm thôi. Sau khi tôi bên quốc thảm sát. Tại vì 78 thì gì ông sống cũng 2 năm gì ở đây. Giờ cái ông đi bị tự giận này kia nọ rồi chằn chọc đâu cũng 5 năm gì đó. Mới đem về đây ở rồi mới lên đó. Giờ sao mấy gì trở về đây ở luôn đó. Khoảng năm 85. Tại vị trí mà cái hang của chú Út sống á. À, cô Tư có từng lên tới đó nhiều lần không cô Tư? Không, anh dám đi, mình nói tôi không có đi đâu, bình thường cũng sao khi băng gót thảm sát tới giờ là cô Tư không dám lên đó luôn hả? Mới đi với mày hổm lần thứ nhất. Dạ. Chứ hồi nào giờ không có bước lên đâu ghê mà lắm. Do cô Tư sợ những cái sợ. Sợ ma nó không có đi đâu. Chỗ mà đi mà leo leo hổm tại có cháu đi đi chứ mình ơn tao tôi không có dám leo đâu. Sợ ma lắm. Tại vì mày... trên đó rất là nổi tiếng. Nổi tiếng với rừng dập này nó còn ở trên. Với hơn nữa khu vực đó mã của trong gia tộc mình thì dám gì chứ. Đi lại mấy chùm mã người ta lạnh không sống. Dạ. Nó cũng bị, nói chung là cũng bị nhát hoài. Đi. Dạ cô Tư ơi, rồi cái phần cái miếng đất này là của chú Sáu hay là của ai cô Tư? Của chú Sáu, chia phần ăn cho ổng được rồi, nhiều rồi. Rồi cái nhà này là mình vẫn để như gì luôn? Chắc trăm ngày mấy đứa nó dước ổng gì dưới chắc nó dở nó làm đường đi đi thăm xuống nhà chú Sáu luôn. Tính vậy đó. Chứ mình đâu có để mà bỏ không gì. Không, dở ra, nó dở ra hết. Dước ổng về dưới, chứ để bỏ không gì, ổng về chấm lỏng không được, tội nghiệp ổng. Không ai chăm sóc hương khói. Dạ, cô ơi cho con hỏi thêm mấy phần này con không hiểu á cô Tư. Là như con thấy như vị trí bàn thờ của chú nè. Rồi thứ hai nó con thấy có rất nhiều bộ ly hương mà đặt cái bàn đây, bàn ở giữa là ý nghĩa như thế nào con bàn hiểu giữa cô trên ta? Đó là thờ ông Đức Bổn Sư là cái ông Ngô Nhân Lợi ở trong dạ. Ông tổ trong chùa trên đó. Đây là thờ Đức Bổn Sư. Vậy là theo đạo hiếu nghĩa. Đạo hiếu nghĩa. Còn dưới này là hậu đồng, bên đây tam giáo, bên đây là bà cũng như bà Quan Thế Âm Bồ Tát, Cổ Thiên Quyền Nữ, mẫu mẹ Diêu Trì mẹ đó. Dạ còn phía trước này con thấy trong có đó là thờ này. Cái ông Phật Dương. Ông Phật Dương chỗ này thờ bằng kinh đã chỗ này để thờ hai cái ông này nè. Đặng chứng kiến cho mình niệm chuỗi lần kinh cúng cho chú Xíu. Tất cả cúng ai cũng vậy, cúng cho ông bà của quyền. Đặng ông chứng minh cho mình, đặng mình tụng mình cúng vậy, đặng ông bà mình được lãnh cái đó. Dạ, yeah. Còn bên đây? Bên này thì của quyền. Bên đây là của quyền. Của quyền, bên vợ, bên chồng. À, bên vợ, bên còn chồng. Còn ở trước đây bằng thiên. Dạ. Vậy đó. Bằng thiên thì lại có hai cái, một bậc thấp, một bậc cao. Bằng thiên là cái này là đất đai. Nói tiếng bằng thiên chứ đất đai chỗ này nè. Dạ. Còn cái phần mà thường thường con thấy là những cái bàn thờ trên đây là đều có một ly hương thì sẽ có một cái đèn dầu. Thì ý nghĩa cái đèn dầu này trên đây đèn là sao? Đèn dầu cũng như thế mình thắp vậy mà. Mình thắp cúng, mình thắp lên cho hương đăng qua quả đồ mình bưng dưng lên đây để cho sáng suốt bằng ngày của mình. Thì... bằng đêm của người âm người ta đó.
À, thắp đèn đó cho sáng cho người ăn thấy được. Ờ, cho nó sáng sủa này kia vậy đó. Dạ, còn thường thường con thấy là con đi rất là nhiều ngôi chùa ở trên đây, con thấy thường thường có những cái phần giấy đỏ, cái khăn như thế này. Thì những cái phần này là như cái là gọi cái gì của ta? Này là cái khăn đang đậy lên cái mỏ này. Để thôi bụi bặm nó đóng là cái mỏ. Này cái mỏ nè, để bụi bặm nó đóng bên đó cái chuông. Cái mỏ này là của chú Út luôn hay là của cái này của ông cháu đem lên nó giờ trang trí ra nó cúng ổng hàng thắt. Chứ ổng ở có gì đâu. Còn cái này cô? Cái này cái khai lễ này để rằng mình có chầu cao để ngay đây là cái lễ nghĩa. Mình thưa ông gánh đi chùa thỉnh điệp về cúng dầu mới đốt dầu mới để vô đây nè. Và ông đủ 100 ngày mới đem gói điệp này vô trong chùa Thâm Bủ á. Yeah. Mới để vô cái lu nặng sao ông tổ ông có gì là ông mới khét. À. Ông xét đó con mới hiểu luôn. Ông xét ai có cúng kiến gì thí dụ ông này được bao nhiêu lễ con cháu lo cho nhiêu vậy đó. Dạ. Còn phần bên đây cô? Phần này là cái này là cái chuông nè, để nó gõ mỏ gõ chuông cái chuông. Ai mà vô không nhầm nhịp cúng. Con xin phép con xin gờ cái chuông bằng gì cô? Bằng đồng. Ôi ơi, sao nó bị mòn rồi lún lỗ đây cô? Cái đó là tại hồi giặt miên đó, chuông này hồi giặt miên tới giờ nữa nè. Bằng đà hồi giặt miên này cũng chạy để bị cháy hay gì nè. Nè lún lỗ. Bị cháy á. Nặng không cô Tư? Không nặng không, chuông này dỗm nó không có bằng. Cây này là để gõ. Cái ý chuông. Nghĩa mình để cái chuông này là sao cô Tư? Gõ chuông, gõ mỏ lên mấy tụng kinh. Tụng kinh phải có chuông mỏ. Vậy là bên đạo Hiếu Nghĩa của mình thì phải có chuông, phải có mỏ. Phải gõ tụng kinh. Tụng kinh, gõ mỏ, cúng tụng nghe hay. Cô Tư nói một cái bàn thờ trên đây cái gì mà... Này hội đồng. Hội đồng bên đây Tam giáo. Ông Phật Tam giáo đó, còn này thì... mà mẫu mẹ Diêu Trì giờ Cửu Thiên Huyền Nữ mấy cái bà nữ đó, mấy bà đó linh lắm, Quan Thế Âm Bồ Tát phải sờ mấy bà. Tại cái này tạm đỡ thôi chứ nhà mình như nhà cô Tư bệnh nó phải sờ khang trang hương hương cho đẹp. Do là chú Út là thiếu thốn. Thiếu thốn với cái này làm đỡ mà trang tràng hoàng làm đỡ năm cúng dầu rồi dẹp đủ 100 ngày nó dẹp nó bưng về dưới. Dạ. Chứ như nhà cô Tư mà qua bển mà coi trong nhà kìa. Thờ Phật, thờ màng này kia nọ đủ thứ, bước qua bển mà coi. Nó vô coi đi. Rồi hiện tại thì cái phần mà cúng từng mỗi tuần cũng như là cúng 49 ngày, 100 ngày thì cái phần này là ai đảm nhiệm á cô Tư? Cái thằng cháu đó, cháu coi ổng á, bà thầy nó lên nó lo. Nó cúng. Rồi khách thì dẫn đến đây để cúng cho chú. Cũng đi mời khách lại, ổng về thì mời ít. Mười mấy hai chục người thôi. Tại ít người thân á cô? Không phải, tại mình mời ít, ông gọi ông mời ít lại. Chứ ông ít, hồi nãy ông Mạnh, ông cũng có đi đứng với người ta nhiều. Vậy là chú không có vợ con gì hết, chỉ không, có cháu thôi? Có vợ rồi, vợ cũng hồi đó nửa chừng rồi. Chưa có chân rồi bỏ đi, chết. Còn như nhà cô Tư, bà nó thờ phải ghế bàn, rồi khăn trang, rồi cúng mời đông lắm. Cúng tụng kinh, rồi ra ổi lên, tối ngày mới dồi. Sau khi bảy thắt ra xong thì sau 49 ngày rồi, hiện tại bây giờ có ai còn gặp chú gì nữa không cô Tư? Không nghe. Người ta nói chết mà đi là 49 ngày đó, là bảy thắt là đi được bảy cửa ngục rồi. Dạ. Là coi như ổng phản phát, ổng bớt rồi, có chỗ, có nơi, nên theo cái tâm linh ta nói vậy đó. Không có còn đi lang thang nữa, tại vì kinh kệ cầu siêu cho ổng. Nói chung là ai cũng vậy chân chứ không phải riêng ổng. Ta cầu siêu. Vậy là trong mấy tuần đầu là thường xuyên gặp và thường xuyên gặp là cũng như mới mẻ rồi, với ổng chưa có cũng như chưa, nói chung là cũng như thế chưa thi hành án gì đi. Nên nó gian chưa nhập cái cõi dưới. Chưa có thi hành án cũng như còn trong vòng giam giữ vậy đó. Rồi người ta còn dò tới dò lui đúng bảy sách rồi kinh tụng đó. Là coi như ổng được siêu thoát. Yeah. Nói theo tâm linh, theo cõi trên của mình, cõi dương gian mình là cũng như chưa thi hành án. Giờ đúng bảy thất rồi thi hành án rồi đó, rồi cho thoải mái đi. Vậy đó. Nói vậy là chốt sống mình nên mà ra đi cũng hơi bất ngờ hả cô Tư? Trời, đúng đi đột ngột, cũng ai ngờ hết đó. Không ai tính ông đi chứ. Mấy tuần đầu đó không, nó còn nhộn nhịp hoài, nhớ chừng hoài, không quên ổng. Không quên.
lúc mà chú Út này chưa mắc mà có thường xuyên qua bên cô Tư để trò chuyện và nói lên những cái điều hoài bão của mình gì không cô Tư? Không, không có nói gì chân, ổng có gì đâu, không có, ổng không chết vào tao độn treo chùm chùm, tao qua tao lục hết quần áo này kia tao lục, tao nói coi có dấu chỉ vàng nào không. Rồi có đứa này kia nó coi Trần Nhân Quy tao được rồi, nên tao gặp rồi tao lộn lưng quần bất tử rồi mà không có khó. Trong túi không được 200 ngàn gì cháu nó cắt đó. Coi chứ cũng ta cho ăn ngày nào ăn ngày nấy, đều đói không có đói, ta giúp vậy đó. Vậy là chú khi mà chú mắc trong 49 ngày trở lại về trước thì nhiều người đã nghe và thấy chú. Thấy nhiều người nghe. Ừ. Mấy đứa con ở gần đây nó còn nghe đó. Có điều bất ngờ là cô Tư kể cho con là nói chú là từng sống ở trên cái hang động chả mặt, thấy là gợn người đó. Ông sống trên là ông thấy ma, thấy rắn là chuyện thường. Dạ. Chuyện thường đối với ông. Ông sợ gì hết. Giờ khuya rồi cô Tư thức dậy thắp hang nhang bên nhà là cô Tư qua thắp cho ông. Mà nói mấy đứa nó qua coi chừng gà ổng nhát, nó chờ tao gái qua gặp ổng đứng đi tao hỏi. Dạ. Gái qua tao gặp ổng đứng đi mà sao tao không gặp không biết nữa. Có một bữa đó xong mà ông ở dưới đó ổng xỉnh vụ, ổng tắt đèn, không bắt đèn chiều vô, đèn ngày nào chiều ổng bắt. Chàng dạng rồi 8 giờ rồi, nó tối hù tôi không dám vô. Kêu thằng bên mày xuống mày mở đèn cho mát rồi nhớ, tao không dám vô mày ơi. Cũng hơi sợ ổng, bị mấy đứa này nó thấy ngay đây ra, cũng hơi sợ. Dạ. Cười cũng chết nữa. Tội nghiệp lắm, thôi kệ. Vậy là hiện tại bây giờ chắc cũng lố qua 50 ngày rồi hả cô? Qua 50 rồi. Qua 7 thắt rồi. Qua 7 thắt. Giờ nói chung là cũng như vong hồn ông được thanh thoảng rồi đó. Chắc siêu thoát được rồi. Thanh thoảng rồi đó. Mà nói là bị mình kinh kệ thì cũng dữ lắm, tụng dữ lắm. Tụng mà ma nó không nhát được, tính đi. Nó nghe kinh mà nó nhát không được đó. Dạ. Nó sợ kinh này, kinh này, kinh lớn, kinh của Phật. Kinh của Phật mà đâu có ma quỷ nào. Ông còn ông tổ trong đó, ông còn làm cái lòng phái đang để cho mình đeo đang trừ tà trừ ma nữa đó. Ông Ngô mà gì Ngô nhân Ngọc Lợi gì là ông tổ mình chấm á. Dạ cô nhắc cái đó con mới nhớ, cô có thể là chia sẻ cho con hiểu gần thêm cái này nữa nè cô. Gì? Hồi nãy cô nói gửi cái phần này nè, sau 100 ngày là gửi cái phần này, ý nghĩa hả cô? Đem vô trong chùa để chổng. Chùa rồi người ta trong chùa có cái lu bự như nè. Mới để chổng, để chổng sau này tổ về mới xét. Xét công đức, công quả. Xét. Tổ còn chở về nữa, theo tôn giáo của Hiếu Nghĩa này là sao ông tổ còn chở về cũng như Đức Thầy vậy. Sau này phải tổ chỗ việc đâu có chết, ông đi xa bà, đi xứ này chứ nội. Chứ đi, chứ đâu ông đâu có chết, bởi sao gì ông mới xét lại. Con không hiểu. Ở trong cái tấm giấy mà ghi những cái chữ hoa đó thì ghi, ở trong đó là cái gì á cô? Đó cho không giống có gì chừng nãy để lên đây nè, cúng mới đọc ổng. Đọc cái tên họ của ông Trần Văn Xíu, tử ngày nào tháng nào, vợ nay con cháu, ai với ai đứng cúng bao nhiêu kinh nhiều pháp. Rồi đọc lên cho ổng nghe rồi mới đem đi đốt thành cho. Đốt trong cái đầu nhỏ thành cho mới để vô đó gói lại. Lấy cái tờ giấy đó đốt thành cho. Lấy cái tờ mà mình đọc đó. Dạ. Đốt thành cho mấy quái vô này, chữ Nam này người ta cũng để cái gì đây nè mà mình không hiểu thôi chứ người ta cũng biên cái gì đây nè. Cái này là 7 thất 49 ngày gói vô đây hết trơn rồi nè. 7 cái thất đốt vào gói đây là cái thành cái gói lớn chứ nãy gói nhỏ nhỏ. Giờ đây quẩn này bưng đợi tới 100 ngày nữa rồi cái bưng đi vô trong chùa. Để giống như trong 7 thất đó là mình đã tụng kinh, mình đã gửi tên, tuổi và tên, cái tuổi kinh pháp. Dạ. Mình gửi đọc cúng cho ông này phẩm vật, kinh pháp bao nhiêu thiên, bao nhiêu dạng, con đứa cháu đứa nào đứng ra cúng đó. Vậy đó, cái đạo Hiếu Nghĩa mình nó vậy đó. Dạ. Chứ không có gì. Bữa nay con mới mở mang được thêm một số kiến thức về bên đạo Hiếu Nghĩa của cô, giải thích về những cái bàn thờ ở đây. Cũng rất là lạ so với cái này làm đơn giản. Bên con. Làm đảo gì thôi chứ còn như bên cô nó phải sợ khăn. Còn ví dụ mà mình có điều kiện thì có thể là bình bông hả cô? Bình bông rồi cái cây. Mình bông là ví dụ như ngày thường mình cúng mình dâng lên, còn ngày thường thì cũng để dày, nhà ai cũng vậy. Chừng có cúng ông cúng bà gì đó thì dọn lên, hoa quả đầy đủ như ông Út nhưng mà mốt cúng cũng để dĩa trái cây lên. Rồi cơm nước dọn lên đó. Dạ. Yeah. Con thấy cái bịch thuốc ghê, vậy là chú hút thuốc ghê đó cô. Của ổng đó. Để tới giờ. Tới giờ vẫn còn để chung ở đây. Của ổng nè. Một bịch thuốc ghê. Nó còn nguyên chai cũng không ai hơn. Thế là vô này cũng ổng nữa nè. Chưa chưa, công văn giống cây này qua cây này, công nằm nghe là vô ổn ẻn, ổn ẻn.
Nó vô cũ kỹ cũng cô ai cho đó, nhưng ông không có mua được, còn xài được đó đâu có hư, mà tại mình không có xài, giờ ai xài lại vô viên để đây nè. Dạ. Cười lắm, đi qua rồi gặp. Vậy con cảm ơn cô Tư rất là nhiều đã chia sẻ cho con một cái câu chuyện về chú Út, và chú từng sống ở trên đó. Với thứ hai nữa mà chú sau khi mất cũng có nhiều cái tâm linh, nghe cũng rất là gần người. Cảm ơn cô Tư rất là nhiều. Cô Tư rồi thôi, Cao Hớn mình với cô Tư xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi ạ.